Việt Nam thua Iraq ở trận cuối vòng loại World Cup 2026. Trận thua 1-3 rạng sáng nay, tại lượt cuối bảng F vòng loại 2 World Cup 2026, là thất bại thứ 5 liên tiếp của Việt Nam trước Iraq. Trong quá khứ, Việt Nam từng thua Iraq 0-1 ở lượt về vòng loại 2 World Cup 2018, 2-3 ở vòng bảng ASEAN Cup 2019, 0-1 ở lượt đi vòng loại 2 World Cup 2026 và 2-3 ở vòng bảng ASEAN Cup 2023. Xa hơn, Việt Nam thua Iraq 0-2 ở tứ kết ASEAN Cup 2007 và hòa 1-1 ở lượt đi vòng loại 2 World Cup 2018. Trước trận này, Việt Nam đã biết hết cơ hội vượt qua vòng loại 2 khi Indonesia đánh bại Philippines 2-0 ở trận đấu lúc tối qua. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào trận đấu trên sân Barca với tâm thế thoải mái và vẫn hướng tới chiến thắng. Trong khi đó, chủ nhà đã chắc suất nhất bảng F nhưng vẫn muốn khép lại vòng loại 2 với thành tích toàn thắng. Việt Nam đứng vững trong 10 phút đầu trước sức ép từ chủ nhà, trước khi Hussein Ali tỏa sáng ở phút 12. Từ khoảng cách 27m, hậu vệ phải Iraq sút xa đưa bóng đi căng và lắc đánh bại thủ thành Philip Nguyễn. 5 phút sau, Văn Thanh truyền lỗi để Mohandas Ali có bóng bứt tốc vượt qua Đỗ Duy Mạnh, rồi va chạm khôn khéo với Philip Nguyễn để kiếm về phạt đền. Ali đích thân thực hiện nhưng cú sút vào góc thấp bên trái chệch cột dọc. Iraq chơi pressing tầm cao khiến Việt Nam kiểm soát bóng khó khăn. Phút 27, trung vệ Rebin Sulaka đạp vào đùi Khuất Văn Khang ở giữa sân nhưng thoát thẻ phạt từ trọng tài. Quang Hải và Văn Thanh cũng hai lần đưa bóng vào lưới nhưng trước đó đều bị thổi phạt vì phạm lỗi với hậu vệ đối phương. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Việt Nam đến ở phút 44 khi Đức Chiến truyền dài vào vòng cấm chết cánh phải. Văn Thanh khống chế bước một chưa tốt nên sút không trúng tâm đưa bóng ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn. 2 phút sau, Philip Nguyễn đổ người cản phá cú đánh đầu vào góc phải của Mohandas Ali. Bóng nảy ra nhưng hai cầu thủ Iraq tham bóng nên dẫm chân nhau bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sang hiệp 2, khung thành Việt Nam rung chuyển ngay phút 49 với cú sút dội xà của Ali Yassim. Tuy nhiên, tiền đạo Iraq vẫn có dịp ăn mừng ở phút 71 khi sút từ ngoài vòng cấm đập chân Hoàng Đức. Bóng đổi hướng chạm mép trong cột dọc phải vào lưới khiến Philip Nguyễn bất lực. Trận đấu sôi động đến những phút cuối với thêm 2 bàn. Phút 84, Việt Nam phất bóng dài từ sân nhà khiến hậu vệ Iraq phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Phạm Tuấn Hải vô lê từ khoảng 25m, bóng đi lập bập không mạnh vào góc trái nhưng thủ môn Gia Lan Hassan trong thế lùi về lỡ trớn nên không thể cản phá. Dù vậy, khoảng cách hai bàn được thiết lập ở phút bù thứ 2 khi Amen Hussein ghi bàn dễ dàng vào gôn trống. Sau khi Akam Hassan sút đập cột dọc trái nảy ra, chiến thắng 3-1 giúp Iraq hoàn thành mục tiêu toàn thắng để bước vào vòng loại 3. Việt Nam dừng bước và sẽ tham dự vòng loại cuối cùng ASEAN Cup 2027. Đội hình xuất phát: Iraq, Jalan Hassan, Hussein Ali, Yaitasen, Rebin Sulaka, Ahmed Anhaya, Ami Anamari, Osama Rashid, Youssef Amin, El Ani, Ali Yassim, Mohandas Ali. Việt Nam: Philip Nguyễn, Phan Tuấn Tài, Đinh Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Quang Hải, Tiến Linh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.